non mới mấy tiền rộn nha. Thở cầm được đấy các bạn. Thế này nhìn nè, cái loa này à. Xin phép anh chị em, bây giờ hai chị em cũng phải là, nhưng mà cái câu cơ giao cho dân gian của Cao Bằng thì gọi là anh ơi em ơi. Thank you.
Yeah.
Loa như thút điện trong nhà đấy sao? Loa đấy sao? Có điện rồi. Bên này còn, bên này còn. Em cầu thôi.